Chào nhé. Đây mình vừa gặp mầm đắc côi nè. Đã không? Đâu? Đắc côi đó các bạn. Thôi giờ mình lên hai đã. Quay ít thôi. Xin chào mọi người, vừa rồi là một cái đoạn phim tư liệu rất là quý hiếm về cái mầm giả hạt đắc côi ở trong tự nhiên nhé mọi người. Và hôm nay thì cái phim giả hạt em lên đây thì cũng có cái mầm đó luôn nha. Mọi người nhìn sơ qua thì đoán được mầm nào chưa? Và đó chính là cái mầm này nhé mọi người. Đây, đó là cái siêu phẩm này nè. Rất là may mắn luôn, bà con người ta hái được cái dê cực kỳ đẹp và quay lại được cả clip luôn. Rồi, và hôm nay thì tiếp tục như mọi khi thì em lên clip lan giả hạt bóc rừng ở khu vực rừng Tây Nguyên mình nhé mọi người. Và hôm nay thì em có hai vùng, thứ nhất là vùng đắc côi như bà con đi á. Đó, thì trong đó nó có cái dê kia và một số cái dê nữa. Và tiếp theo là giả hạt vài dê giả hạt vùng Chư Mô Đai. Cả hai vùng này đều là hai vùng giả hạt cực kỳ nổi tiếng của tỉnh Tum luôn. Ngoài ra thì em còn có hai cái chậu thuần đây nữa mọi người. Rồi có một số kiếm, số kiếm, kiếm giả hạt. Rồi bây giờ em sẽ tổng kết sơ qua một lần nha. Thì các bác anh chị thích mua dê nào thì cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được. Rồi đầu tiên là em có loại 150 thì em có dê số 1, số 2 nè. Tiếp theo là em có loại 200.000 thì có dê số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, số 8, số 9 nè, 789 là Chư Mô Rai nha. Tiếp theo là dê số 10 nè. 10, 11 là loại 250 nha. Số 10 nguyên bản nè, 11 thân lá cứng nè. Rồi tiếp theo nữa là em sang loại 300.000, dê số 12 thân vàng nè, dê số 13 lá cứng sọc chỉ trắng chỉ mạnh nè, 14 là siêu nu nè, 15 là lá kiểu lá đồng xu mọi người. Đó, giá 300 nha. Rồi và tiếp theo nữa là có dê VIP 16. VIP 16 thì mọi người đã thấy cái clip trong rừng bà con người ta quay được rồi đó. Đó chính là cái dê VIP này, phải nói là cái dê siêu đẹp luôn mọi người. Đây, nhìn bộ lá của nó nè, hoành tráng, thân đỏ âu luôn. Rồi, tới em sẽ quay cụ thể cho mọi người xem nhé. Rồi, tiếp theo nữa là em có combo kiến. Combo số 17, 4 con kiến giá 300. Số 18, cũng 4 con kiến giá 300. Tiếp theo là số 19, 8 con kiến nhỏ giá 450 nha mọi người. Ngoài ra thì em còn có hai cái chậu giả hạt đây. Hạt đều là giả hạt rừng mọi người. Thân tơ đang còn nguyên zin hết nha, chưa sổ hoa. Đang nguyên zin hết luôn. Giá là 350 chậu cho các bác anh chị nào chúng ta thích về mua chơi về chăm cỡ 2-3 tháng rồi thôi là được ngắm hoa luôn nha. Đã ấm chậu rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay cụ thể tân hình nha. Và lúc quay thì em sẽ để cạnh cái thước 50cm cho mọi người hình dung cái thước giờ lan mình mua. Mọi người thích mua giờ nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề là được nhé mọi người. Rồi đầu tiên là em sẽ quay về số 1 nha. Đây về số 1 để làm khúc nguyên bản đắc côi nè. Nù nhé mọi người, nù lá tím. Rồi đốt ngắn nè, đốt rất ngắn luôn. Về số 1 giá 150, giờ đây về mọi người thử treo lên, đóng đinh ta treo lên rất là hay nha. Rồi. Tiếp theo là sang về số 2. Về số 2 độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 10-11cm. Đây là một dê Chư Mô Rai nhé mọi người, dê hạt Chư Mô Rai. Cũng là một cái dê kín lớn ha. Thằng này về mọi người trồng lấy một chậu là đẹp ha. Về số 2 giá là 150. 150 về số 2 nha. Tiếp theo là em sang về số 3. Về số 3 đây là một dê nguyên bản rất đẹp mọi người ơi. Nhưng mà tiếc cái á là bà con người ta đi người ta bỏ lúc đi về á, lúc hái thì không sao mà lúc đi về người ta để chung với cái cây lan kiếm á là nó hơi va quẹt chỗ đây một tí, nó hơi sức xước chỗ đây một tí. Đây. Rồi. Về thì các bác anh chị có thể bôi keo liền sẹo phát là nó lại đẹp như thường nha. Giờ này thì em bán giá 200.000 thôi, cũng là cái giá thanh lý rồi. Và đặc biệt được cái là cái thân về đây nó rất là xanh nhé mọi người. Đây mọi người xem nè, thân xanh không? Nè. Đó. Nó bị tí sức mẻ ở đây, về mọi người bôi keo liền sẹo phát xong nha. Rồi, về số 6, giá là về số 3 giá là 200. Tiếp theo là về số 4, về số 4 đây là kiến đắc côi nhé mọi người. Kiến đồng xu nè, đây mọi người xem. Đó, lá nhỏ nhỏ kiểu đồng xu nha, tím rìm luôn mọi người thấy không? Rồi kín lá đỏ chứ không phải lá tím nè, rất là dễ thương luôn. Khúc nguyên bản nè, rong rêu bám chung rất hay. Về số 4 giá 200. Kín này nhỏ thôi, 2-3 cm vậy thôi. Rồi tiếp theo sang về số 5. Về số 5 độ lớn của mâm rơi vào tầm cỡ 7 cm.
Đây, đây là một cái con kiến dạng siêu nu mọi người. À, nu đốt ngắn nè, đốt cực kỳ ngắn luôn. Lá dày nữa. Có một lá ở đây nó hơi bị dập dập một tí, nhưng mà không sao. Về mọi người chăm thì sắp tới nó xuống lá lên mầm mới thôi. À. Về số 5 giá 200 nha, siêu nu luôn. Sờ ra vào rất là cứng nha mọi người, lá dày đẹp nữa. Rồi, tiếp theo là về số 6, về số 6 đây. Ồ, thằng này lá đỏ nè mọi người. Đấy chưa? À, cũng kiểu dạng lá dày nữa, lá dày cứng đỏ. Độ lớn thì chắc rơi vào tầm 6-7 cm nữa. Rồi. Nhìn lá nè, đỏ đã chưa? Lá dày, dòng lá dày, lá nhựa nữa mọi người. Giờ này dài 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 lên tí nữa đẹp lắm. Cái kiểu lá này nè, em nhìn biết. Về số 6 giá 200 nha. Tiếp theo là sang về số 7, đây là một về chimorai nha mọi người. Độ lớn của mầm rơi vào chắc tầm cỡ 12 cm á, mọc cong 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 nè, thân nu nha. Thân nu mà cái sọc chỉ trắng chạy mạnh nữa. Thằng này mấy thằng chimorai thì thường thân lá không đẹp bằng đá côi, nhưng mà hoa thì nó lại rất là nhiều kiểu hoa đa dạng đặc sắc mọi người. Rồi, về số 7 giá 200 nha, 200 số 7 nu. Số 8 đây cũng là một chimorai thân nu. Thường thường chimorai thì hay thân mảnh lắm mọi người, hôm nay không biết bà con người ta may mắn ta hên hên sao trúng được cái lô thân nu nữa. À, lá nó không dày nữa mọi người. Đây mọi người có thể thấy nè, đốt cực kỳ ngắn luôn. À, lá dày cứng. Rồi về số 8 giá 200 nha. Đây một vài lá ở đây thì nó bị rụng rồi mọi người. Về mọi người chăm ít bữa nữa nó không xuống lá để ra hoa thôi. À, nhìn kiểu lá là rất rất đẹp. Về số 8 giá 200 chimorai. Tiếp theo là về số 9, về 9 cũng là chimorai rất là dài nha. Độ lớn tầm 22 cm thì về này sắp tới đảm bảo sẽ có hoa luôn, bởi vì nó đã rất là dài rồi. À, về mọi người chỉ việc chờ nó xuống lá, sau đó là bắt đầu nó ra hoa. Đây, sọc chỉ trắng mà nó chạy mạnh. Rồi, chimorai nè. Rồi về số 9 giá 200.000 nha mọi người, 200.000 chimorai. Được 1 2 3 4 thân già. Rồi. Tiếp theo là em sang loại 250 về. Thì đầu tiên là có về số 10. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 26 27 cm. Đây là về đắc côi nguyên bản nha mọi người. Đây mọi người xem vẫn còn bám vào cái khúc cây nè. Được 1 2 3 4 4 thân già và một thân tơ. Đây thân già vẫn đang còn nguyên zin luôn mọi người. À, rồi. Thân nè. Đã thắt ngọn rồi nha. Về sắp tới chỉ việc mọi người chăm chờ nó xuống lá, sau đó là nó sẽ bắt đầu hình thành nên lớp màng mỏng rồi tích trữ dinh dưỡng, sau đó nó sẽ ra hoa nhé mọi người. Vài tháng nữa là ra hoa thôi. Về số 10 giá 250 đắc côi. Tiếp theo là sang về số 11. Về số 11 độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 17 cm nhé mọi người. Đây là về chimorai nha. Đây mọi người xem nè, lá nè, đẹp không? Mướt vàng luôn, thân xanh 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 nữa. Chấm này mọi người ha, tím chấm li ti. Cái kiểu thân này là kiểu thân thường để săn hông nha mọi người. Về số 11 giá 250 chimorai. Rồi, tiếp theo là em sang loại 300.000 về. Đầu tiên là có về số 12. Về số 12 đây là một cái về đắc côi thân vàng mọi người. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 16 cm. Đây mọi người, nhìn cái bộ rễ nó này, rất là lớn nha, bộ rễ này, rễ cực kỳ dài luôn. Này sống rất lâu năm trong rừng rồi. Để em coi thân già nó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái thân già. Thêm 2 thân già khô nữa mọi người thấy không? 7, 8. Ít nhất cái dê này bước qua năm tuổi năm thứ 9 rồi mọi người. Nhìn vậy thôi chứ không phải hàng đua đâu. Và mọi người xem này, cái cổ lá nó xanh lè mà nó vàng 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 nè. Mặt trước là thân nè. Nó cứ vàng 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 sao á. Lá dày đẹp nữa mọi người. Nè, thân nè. Vàng đã không? Thân da cũng vàng nữa. Rồi, về số này là về số 12. Đắc cô giá 300.000 nha mọi người, 300.000. Tiếp theo là sang về 13, về 13 là về chimorai nha. Độ lớn của mầm rơi vào tầm cỡ 20 chắc 21 cm đó, mọc cong cong. Đây, thân lá nè mọi người, lá dày nha, lòng lá dày, thân cứng nữa, nù nù. Nè, thân xanh 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 nè. Đó, sọc chỉ trắng chạy mạnh. Rồi thân già được 3 4 5 5 cái thân già luôn mọi người. 1 2 3 4 5 5 thân già. Giờ đây cũng qua năm tuổi năm thứ 6 rồi đó.
Đó. Rồi, các bác cho chị chưa có chương Moray, chúng ta có thể sưu tầm thêm nha. Về số 13 giá 300. Đặc biệt nhất là cái kiểu thân xanh gần ngọn đây nè. Rồi, tiếp theo là 14, 14 về giá 300 ngàn. Đây là về siêu nu đất cô nhé mọi người. Dạ này đẹp thân lá, đẹp thử khỏi phải nói luôn. Tầm 6 cm thôi. Nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mọi người nhìn lá nè là cũng đủ thấy sự khác biệt của nó rồi nha. 1, 2, 3, 4, 4 thân già. Nè, nụ ú luôn. Lá dày đẹp nữa mọi người. À, nhìn khác biệt hẳn. À, về 14, giá là 300 ngàn. Nhìn như kiểu là cái dề 1,5 triệu vậy. Giống giống à. Rồi, tiếp theo là 15 nhé mọi người. 15 lá đồng xu nè. À, độ lớn của mầm rơi vào tầm 21 cm. Đây, mọi người xem. Đúng cái kiểu lá đồng xu nè. Đó. Tròn vo nè, tròn như trái bóng nè. À. Đã chưa? Lá đã chưa? Còn thân này. Thân người cũng cứng nha, cứng nù, lá xếp đẹp. Nó tương tự như cái dề này mọi người. Nó giống 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 cái dề này. Dề số 15 giá 300 nha. Bác nào thích sưu tầm lá đồng xu chúng ta có thể mua. Rồi, à, tiếp theo là về VIP 16. VIP 16 ở đây có clip lúc nãy em úp đầu đầu video này nè mọi người. Đó. Rồi đây là cái siêu phẩm trong tự nhiên mà bà con người ta vừa hái mà người ta được quay được cái video giữ làm kỷ niệm luôn nha. Đó. Được 1 2 3 4 5 5 thân già và mọi người xem thân già nó nè. Nó đỏ au luôn nha. Nè. Đốt cực kỳ ngắn luôn mà nó đỏ le luôn nè. Dạ mang nha. Thân tơ mùa trước nè. Nù ủ ủ và thân tơ năm nay đúng kiểu siêu phẩm luôn mọi người. Thân xanh 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 này nhé. Trong cái dê này nó quá hoàn hảo luôn. Bà con người ta hái người ta cũng giữ gìn tốt nè mọi người. Từ trên rừng về tới nhà mà hầu như là nguyên vẹn hết. Mặt sau đây, ồ, mặt sau càng đẹp nữa. Rồi, siêu phẩm hiếm có, về số 16, giá là 1,5 triệu nha mọi người, bán chắc chắn vào khúc nguyên bản. Này về mọi người chơi cũng được mà chúng ta làm quà biếu biếu bạn bè, người thân hoặc là đồng nghiệp gì đó cũng được nha. Thân siêu nù nữa, nù lá dày lắm mọi người, dày xếp đẹp. Chị Thiên nha, xếp chị Thiên. Rồi, về VIP 16 giá 1,5 triệu. Rồi tiếp theo là em sang combo kín nha. Đây cho các bác anh chị thích sưu tầm kín về chúng ta chăng. Trồng kín rất là hay mọi người. Theo dõi quá trình nó từ nhỏ nó lớn lên. Gắn nhiều kỷ niệm. Rồi đầu tiên combo số 17 được 4 kín nha. À, một con nè. Sunu nè nha. Đã chưa? Kích thước thì mọi người cứ xem cái thước em để bên cạnh thôi. Hai. À, lá tím nè. 3, đây kín nhỏ mini. 4, đây cùng kín nhỏ luôn. Rồi, 4 kín dạ hạt, số 17 giá 300. Theo là sang kín số 18, kín số 18 khá to. Đây một kín thân nù lá dày nè mọi người. Lá rất là dày nha. Thằng này nù đẹp á. Sau này tương lai thân lá sẽ đẹp nè. Nó kiểu kiểu giống như cái dê VIP 16 vậy, kiểu thân lá nè. 1 2, rồi thêm một thằng thân nu mà lá tím rịm nè mọi người thấy không? Đó. 2 nha. 3, đây một con kiến nhỏ. Xanh xanh, thân xanh xanh nè. 3, 4. Đây. Rồi, 18, giá 300 nha. 300. Kiến 18. Rồi, tiếp theo là combo kín số 19. 19 đây, thì được 8 con luôn mọi người. Mấy kín nhỏ đây đẹp lắm mọi người. À, nhìn là nhỏ thôi nhưng mà cái kiểu thân lá nó nè. Lá dài nha, lá dài kiểu dạng lá nhựa trái tim mọi người. 1 nè. 2, kiếm tím rìm luôn. À, đỏ le, đỏ le. 3, đây, cũng một em kiếm tím nữa. À, tím không? 3 nha. 4. Toàn tím tím lá dài dài không à. 5. Thì cũng đẹp nữa.
5 nè, 6. Để em lấy nét một tí. À, 7. À, cũng tím lìm luôn mà, rất là tím nha, cực kỳ tím luôn. 8. Kiến này kiến thân xanh nè. À, kiến nhỏ nhỏ thôi mọi người, à, nhưng mà hàng độc không. Rồi combo 19 giá là 450 nha, được 8 con kiến. Và cuối cùng là em có hai cái dê giả hạt rừng cũng tôm, mà hàng này thì trồng vào ấm chậu rồi. Các bác chị thích chúng ta về chúng ta treo thôi. Đó, cây nó đã phát triển ổn định rồi nhé mọi người, trong chậu rồi, về mọi người chỉ biết chờ hoa thôi. Và đang còn nguyên zin luôn nhé mọi người, đang còn nguyên zin, chưa sổ hoa luôn lần nào nè. Thân tơ đồ là đang còn nguyên si hết. Còn hình số 20 giá 350. Đây mọi người có thể xem cái lá nè, thân xanh nha, thân xanh, lá dày kiểu dạng lá nhựa. Thắt ngọn rồi, cực kỳ khỏe luôn mọi người, lá dày lắm, sờ vào cứng ngắc nè, lá này sờ vào cứng ngắc. Về số 20 giá 350 nha. Các bạn chị mua này thì em đóng nguyên chậu cho, về chị biết treo thôi. Tiếp theo là sang về số 21. 21 đây, đó cũng là một em nguyên zin luôn nha, giá là 350. Thân tơ nè mọi người, à, thân tơ nè, thấy không? Zin đít đẹp, đẹp luôn, chưa sổ hoa lần nào. Thằng này cũng thân xanh xanh nè. Mặt sau đây đẹp chưa. Rồi về số 21 giá là 350. Rồi 21 cũng là cái dê cuối cùng ngày hôm nay. Thì các bác anh chị thích mua hình nào cứ liên hệ, nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nha. Mọi người mua thì em gửi qua đường bưu điện thôi. Mọi người thanh toán tiền lan còn tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng. Và riêng cái dê kia thì ưu tiên anh chị em khách quen. Còn các bác anh chị nào nếu mua lần đầu thì chuyển khoản giúp em nhé. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ạ.